Kính chào quý vị và các bạn. Sau một tuần nắng nóng gay gắt thì ngày mai Bắc Bộ nền nhiệt sẽ giảm dần. Nguyên nhân là do từ đêm mai thì sẽ có một bộ phận không khí lạnh tràn vào nước ta. Theo đó thì phía Đông Bắc Bộ trời chuyển mát với nhiệt độ thấp nhất sẽ phổ biến từ ngưỡng là 20 cho đến 23 độ và ở vùng núi thì sẽ có nơi dưới 19 độ. Ngoài ra từ chiều mai thì khu vực Bắc Bộ sẽ xuất hiện mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa đo được từ 20 cho đến 40 mm và có nơi trên 70 mm. Còn đối với miền Trung thì các tỉnh từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, ngày mai thì nắng cũng dịu hơn những ngày trước và nhiệt độ cao nhất sẽ phổ biến từ ngưỡng là 31 cho đến 34 độ. Trong khi đó, ở khu vực từ Quảng Nam cho đến Phú Yên thì vẫn còn nắng nóng cục bộ và có nơi nắng nóng, nắng trên 35 độ. Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ ngày 25 cho đến 26 tháng 4 thì khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa đo được là từ 10 cho đến 30 mm và có nơi trên 50 mm. Trái lại thì khu vực Nam Bộ nắng nóng lại có xu hướng tăng lên xảy ra ở trên diện rộng và một số nơi thì nắng nóng gay gắt trên 37 độ. Với hình thái thời tiết nắng nóng được dự báo sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tới, kết hợp với độ ẩm trong không khí tương đối thấp, chỉ từ 40 cho đến 65%, nên nguy cơ cao xảy ra cháy nổ hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai sẽ kết thúc bản tin hôm nay. Hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ giúp quý vị lên kế hoạch tốt hơn cho tuần mới. Còn bây giờ, Thu Hằng xin được nói lời chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 25 đến 33 độ, độ ẩm 70 đến 80%. Khu vực trung du và vùng núi, mây thay đổi, đêm và chiều tối có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 24 đến 35 độ, độ ẩm 65 đến 75%. Khu vực thành phố Vinh, mây thay đổi, ngày trời nắng, chiều tối có lúc có mưa, mưa rào, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 25 đến 33 độ, độ ẩm 70 đến 75%. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, mây thay đổi, ngày trời nắng, chiều tối có lúc có mưa, mưa rào, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 24 đến 30 độ, độ ẩm 75 đến 80%.